Xin chào các bạn. Để quảng cáo AdWords hiệu quả thì chúng ta phải biết cách để chọn từ khóa hiệu quả nhất khi chạy quảng cáo. Thì có nhiều cách để chọn từ khóa chạy quảng cáo. Nhưng mà mình hay làm những cách chính như sau. Đầu tiên các bạn phải biết được ưu tiên khi chọn từ khóa là gì. Chúng ta sẽ chọn ưu tiên cái quan trọng nhất là từ khóa thương hiệu. Thương hiệu sẽ là thương hiệu, ví dụ như thương hiệu sản phẩm hay thương hiệu của công ty. Thứ hai, sau đó cái mức độ ưu tiên thứ hai là từ khóa liên quan đến ngành, lĩnh vực, ví dụ như từ khóa chung về ngành, từ khóa chung về lĩnh vực của công ty. Thứ ba là từ khóa giải pháp, chúng ta liệt kê những vấn đề khách hàng đang gặp phải và lợi ích sản phẩm mang lại để đưa ra từ khóa phù hợp. Thứ tư là từ khóa đối thủ và thứ năm là từ khóa bổ sung. Thì cái thứ tự ưu tiên là chúng ta dành ngân sách và những cái từ khóa thương hiệu, từ khóa ngành, từ khóa giải pháp. Sau đó còn thừa ngân sách thì chúng ta mới chuyển sang những từ khóa đối thủ và từ khóa bổ sung. Thì cái việc phân chia ngân sách như nào thì còn tùy thuộc vào việc là chúng ta có bao nhiêu tiền và chúng ta đang quảng cáo sản phẩm gì. Mình có thể lấy một ví dụ để các bạn dễ hiểu. Ví dụ như là mình đang quảng cáo một sản phẩm liên quan đến ví dụ là dầu đông y chẳng hạn, dầu đông y chống rụng tóc. Thì từ khóa thương hiệu đây. Từ khóa thương hiệu là những từ khóa liên quan đến, ví dụ mình bán là dầu gội thu hương, thì từ khóa thương hiệu là từ khóa liên quan đến dầu gội thu hương thì là ưu tiên đầu tiên, có nghĩa là những người đã biết đến bạn rồi và muốn mua cái sản phẩm đó thì các bạn phải ưu tiên thứ nhất. Sau đó thì đến là những từ khóa liên quan đến ngành, ví dụ như là họ đang muốn mua cái dầu gội để trị rụng tóc nhưng họ không biết đến cái thương hiệu thu hương thì họ có thể search là dầu gội rụng tóc thì đây có này. Và sau đó thì có thể đến những cái từ khóa ngành, từ khóa giải pháp, ví dụ như họ đang tìm kiếm những từ khóa liên quan đến thuốc rụng tóc thì cũng có thể là khách hàng tiềm năng của chúng ta, họ đang cần tìm thuốc để rụng tóc nhưng mà chúng ta bán dầu gội rụng tóc thì cũng là một cách. Sau đến thuốc trị rụng tóc, thuốc mọc tóc, thuốc tóc bạc đấy, rụng tóc sau sinh đấy. Sau đó là đến những cái mức độ ưu tiên thấp hơn thì chúng ta để phía dưới. Thì chúng ta dành ngân sách nhiều nhất vào những cái từ khóa ở những cái mức độ ưu tiên cao phía trên. Đối với những cái ngành khác thì chúng ta lại có thể là mức độ chúng ta chọn nó khác đi một chút. Ví dụ như là chúng ta chọn những cái từ khóa liên quan đến lĩnh vực bất động sản chẳng hạn, thì từ khóa ưu tiên đầu tiên là từ khóa thương hiệu và dự án. Sau đó những từ khóa liên quan đến địa điểm của dự án này hoặc là liền kề dự án là gì. Thứ ba, từ khóa đường phố phường xã. Thứ tư, từ khóa quận huyện. Và thứ năm, từ khóa thành phố. Mình có thể lấy một cái ví dụ như này. Ví dụ như là bạn có một cái dự án bất động sản ABC gì đấy ở ngã tư Sở ngay cạnh Royal City, thì từ khóa dự án là từ khóa ví dụ như là dự án ABC, chung cư ABC gì đấy, thì là từ khóa thương hiệu dự án. Thứ hai, đến từ khóa địa điểm chính xác hoặc liền kề, thì ví dụ như là dự án họ sẽ search là dự án bao nhiêu Nguyễn Trãi chẳng hạn, thì chính là cái dự án ABC của bạn đang ở đấy. Hoặc ví dụ họ search là dự án chung cư cạnh Royal City thì có thể ra bạn, ví dụ như vậy. Thứ tiếp theo là họ có thể chọn những từ khóa liên quan đến đường phố, ví dụ như là chung cư Nguyễn Trãi, chung cư ngã tư Sở hay gì gì đấy. Sau đó thì đến từ khóa quận huyện, ví dụ như là chung cư Thanh Xuân. Xong cuối cùng là đến từ khóa tỉnh thành phố, ví dụ chung cư Hà Nội chẳng hạn. Thì các bạn tùy theo ngân sách của các bạn lớn hay nhỏ, các bạn cũng chia theo cái mức độ ưu tiên như này. Có thể là mới nghe thì các bạn có thể hơi mơ hồ một chút, nhưng mà tí nữa mình sẽ có những cái ví dụ để các bạn hình dung nó rõ hơn. Đây, thì đối với từ khóa bất động sản thì các bạn có thể nhìn thấy này, ví dụ từ khóa thương hiệu thì nó là một cái vòng tròn này, xong rồi đến các bạn một cái khu vực lớn hơn là địa điểm này, chính xác của liền kề này, xong đó đến liên quan đến đường phố phường xã, xong cuối cùng liên quan đến quận huyện và liên quan đến thành phố, có nghĩa là chúng ta cứ ưu tiên từ tâm của vòng tròn đi ra bên ngoài. Đây. Để xây dựng được một bảng phân tích từ khóa thì chúng ta
Chúng ta phải có khung. Nếu mà chúng ta cứ phân tích lung tung thì sẽ rất là mất thời gian. Đầu tiên chúng ta phải xây dựng ra một cái khung. Một cái khung để làm từ khóa. Thì từ khóa khung thì thông thường có độ dài từ 2 5 chữ này, có thể dựa trên danh mục sản phẩm trên website hoặc là những ưu tiên những từ khóa có lưu lượng tìm kiếm cao. Đấy. Các bạn có thể nhìn thấy ví dụ như là đầu tiên là mình phải lên một cái khung như này. Chúng ta phải biết là chúng ta định quảng cáo những cái gì và cái khung này sẽ xây dựng dựa trên là cái mức độ ưu tiên của từ khóa. Sau đó chúng ta gõ lần lượt từ khóa vào Keyword Tool để tìm từ khóa có liên quan. Sau đó paste ngược những từ khóa đó vào Keyword Planner để xác định lưu lượng tìm kiếm. Mình có cái bước này tại vì Keyword Tool nếu mà các bạn dùng cái phiên bản bình thường thì nó sẽ không có lưu lượng tìm kiếm. Còn nếu các bạn muốn có lưu lượng tìm kiếm thì các bạn phải trả tiền hàng tháng để sử dụng nó. Nhưng mình khuyên các bạn là cũng không nhất thiết là phải mua, tại vì nó cũng không hề rẻ. Và nếu mà chúng ta dùng không nhiều thì không nên mua. Sau đó chúng ta ưu tiên những từ khóa có lưu lượng tìm kiếm cao để cho vào các nhóm khác nhau và chia nhóm quảng cáo các từ khóa cần liên quan. Đấy. Cái bước cuối cùng là chúng ta dùng thêm một cái tiện ích mở rộng tiện ích để chúng ta bổ sung những từ khóa không dấu. Ví dụ như nếu mà chúng ta đưa vào đó là những từ khóa có dấu rồi mà bây giờ chúng ta phải gõ lại từ khóa không dấu thì rất là mất thời gian. Chúng ta có thể dùng cái công cụ này để xử lý rất là nhanh. Đấy. Thì các bạn trước khi các bạn làm chi tiết thì các bạn phải có một cái khung như này. Để có một cái khung như này thì các bạn có thể sử dụng một số những cái công cụ chính, ví dụ như là đầu tiên là chúng ta có thể sử dụng cái Keyword Planner. Ví dụ như là cái này là ở toàn Việt Nam. À, chúng ta toàn ví dụ như là cái này là chạy toàn Việt Nam này, tiếng Anh tiếng Việt này, ok thử lấy ý tưởng. Này để chúng ta đây nó ra một loạt những từ khóa liên quan này, ví dụ như là chúng ta search là dầu gội rụng tóc này, nó ra dầu gội trị rụng tóc rồi ngăn rụng chống rụng tóc, ngăn rụng tóc thì gì đấy? Mọc tóc, kích thích mọc tóc đây. Thì khi mà các bạn gõ từ khóa này là chúng ta để bước đầu chúng ta hình dung ra được cái khung từ khóa. Chúng ta chọn những từ khóa có lưu lượng tìm kiếm cao, những từ khóa liên quan đến chính xác đến sản phẩm chúng ta và chúng ta lên một cái khung. Đấy, lên một cái khung như này theo thứ tự ưu tiên như lúc nãy mình có hướng dẫn. Và sau khi mình lên một cái khung như này rồi thì chúng ta sẽ đi vào những từ khóa chi tiết. Đây, trong quy trình mình có cái từ khóa chi tiết là chúng ta để tìm ra từ khóa chúng ta gõ lần lượt những từ khóa vào Keyword Tool. Đấy, đầu tiên là phải có những từ khóa khung này cho Keyword Tool này, sau đó paste ngược Keyword Tool vào Keyword Planner này, sau ưu tiên những từ khóa lưu lượng tìm kiếm cao để cho vào các nhóm quảng cáo. Ở sau khi các bạn làm theo cái quy trình này thì các bạn nó sẽ ra một cái đây, thì sau khi là ra đấy thì nó có thể là ra một cái bảng giống như thế này, ví dụ như là dầu gội rụng tóc này, giảm rụng tóc này, ngăn rụng tóc này, chống rụng tóc này. Các bạn có thể nhìn cái thông số đây hơi khác một chút, tại vì thực ra đây là mình tìm những cụm từ tìm kiếm họ đã search sẵn rồi và mình search ra. Nhưng mà cái cách làm để tìm ra những cái danh sách từ khóa này thì cũng tương tự. Các bạn cứ tuân thủ theo quy trình. Ví dụ như là chúng ta tìm dầu gội rụng tóc chẳng hạn, thì chúng ta vào Keyword Tool. Có nghĩa là chúng ta đã xác định được cái khung rồi, chúng ta vào Keyword Tool. Dầu gội rụng tóc này, chúng ta search được ra những cái này, dầu gội giảm. Chúng ta có thể là copy all
hoặc download all về và chúng ta lọc, dùng Excel để lọc. Hoặc là chúng ta cứ tích tích những từ khóa nào chúng ta thấy là liên quan đến quảng cáo của chúng ta tích xong là copy lại, xong rồi dán sang Keyword Planner. Đây, chúng ta dán sang bên đây để chúng ta tìm thêm những từ khóa liên quan, nếu mà còn thiếu thì chúng ta bổ sung vào cái danh sách này của chúng ta. Đấy, ví dụ dầu gội giảm rụng tóc chẳng hạn thì chúng ta có thể là lại sang Keyword Tool, chúng ta search dầu gội giảm rụng tóc. Đấy, dầu gội giảm rụng tóc, ngăn rụng tóc. Đấy. Cái khâu làm từ khóa là các bạn phải lọc rất là kỹ để tìm ra được cái khung và tìm ra được những từ khóa chi tiết như thế này. Đấy. Thì đấy là cái quy trình cơ bản mà bên mình hay làm để phân tích từ khóa. Thì có một số các lưu ý này, là trong cùng một nhóm quảng cáo thì các từ khóa phải liên quan mật thiết đến nhau, cùng đề cập với một chủ đề. Mỗi nhóm quảng cáo phải cần có một cụm từ khóa chính và các từ khóa trong nhóm phải chứa cụm từ khóa chính đó. Đấy. Đây có thể là đây ví dụ cho các bạn một cái từ khóa trong lĩnh vực bất động sản chẳng hạn. Thì ví dụ các bạn có thể nhìn thấy này, ví dụ như chung cư mini giáp nhất này, chung cư mini giáp nhất này, chung cư mini Hoàng Đạo Thành này, Sơn Tây này, thì nó gần như là từ khóa thương hiệu và địa điểm chính xác. Sau đó thì ưu tiên thứ hai là chúng ta sẽ quảng cáo những từ khóa liên quan đến khu vực ở mức cấp độ cao hơn này, ví dụ như các bạn thấy là chung cư Kim Giang này, chung cư Kim Mã này. Đấy. Thế mình ví dụ nhé, mình ví dụ một dự án để dễ hiểu này. Thứ nhất là ví dụ chung cư mini Hoàng Đạo Thành thì là tên, thực ra tên của dự án này nhưng nó cũng là tên đường. Sau đó thì đến chung cư mini Kim Giang thì là cấp độ cao hơn, cái này là đường phố phường xã. Đấy, sau đấy là chung cư mini Thanh Xuân. Xong cuối cùng là đến chung cư mini Hà Nội. Đấy, xong là thế có thể thêm những cái từ như là chung cư mini giá rẻ rồi chung cư mini chung chung chẳng hạn. Thì đấy, thứ tự ưu tiên là chúng ta sẽ làm y hệt như là cái file này thì sẽ rất là hiệu quả. Cái này các bạn phải thực hành đi cái thực hành lại và chúng ta làm nhiều lần. Tại vì cái việc phân tích từ khóa này, ngoài những cái tư duy và phương pháp này, các bạn để làm tốt các bạn phải thực hành rất nhiều lần thì các bạn mới có thể tìm ra được gần như là 100%, gần như là 100% những từ khóa mà khách hàng họ hay tìm kiếm để chúng ta đưa vào trong quảng cáo AdWords của chúng ta để chúng ta quảng cáo hiệu quả hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.